Enterogermina, men ống vi sinh cho đường ruột khỏe. Không dùng Enterogermina khi dự ứng với thành phần của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Việt Nam hôm nay. Vâng, trong bản tin Việt Nam hôm nay đầu tiên của năm 2023, chắc chắn không thể không nhắc đến những không khí chào đón năm mới ở nhiều nơi, cả trong và ngoài nước. Quảng trường thời đại tại New York, Mỹ năm nay có gì khác? Hay tại thủ đô Moscow thì sao? Có những vị khách từ Mông Cổ và Hàn Quốc đã sông đất Hội An như thế nào? Tất cả sẽ có trong Việt Nam hôm nay. Cùng với đó là nhiều tin tức khác. Sáng nay, đồng loạt 12 dự án thành phần thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đã khởi công tại Quảng Ngãi. Khẩn trương giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m trong một công trình tại tỉnh Đồng Tháp. Kinh tế thế giới tiếp tục đối diện với những khó khăn gập ghềnh trong năm mới 2023, nhưng Đông Nam Á lại nổi lên là một điểm sáng về tăng trưởng và kiềm chế lạm phát. Táo Quân 2023, một trong những chương trình được mong chờ nhất trong dịp Tết Nguyên đán. Ngọc Hoàng và các táo đang chuẩn bị như thế nào? Cùng phóng viên Việt Nam hôm nay tham gia vào một buổi tập. Thưa quý vị, tối qua người dân thủ đô Hà Nội đã được chào đón năm mới trong không khí vui tươi, náo nhiệt. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt Hành Trình của Hạnh Phúc với hai điểm cầu Hà Nội và Phú Quốc được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV. Chương trình có sự đồng hành và tài trợ của tập đoàn Sun Group. Hành Trình Hạnh Phúc là một chuyến đi để đón nhận, chia sẻ và lan tỏa hạnh phúc cùng những điều tích cực trong cuộc sống. Chương trình là bữa tiệc nghệ thuật nhiều màu sắc với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là Mỹ Linh, Đức Tuấn, Trọng Hiếu, Ban Nhạc Bức Tường. Từ điểm cầu Phú Quốc là sự góp mặt của các nghệ sĩ Tùng Dương, Bùi Lan Hương. Chương trình cũng đã truyền tải những câu chuyện truyền cảm hứng về một năm vực dậy sau đại dịch của Việt Nam. Đặc biệt, màn pháo hoa rực rỡ lung linh từ điểm cầu Phú Quốc ngay sau giây phút đếm ngược đã mang đến cho người xem những cảm xúc ấn tượng khó quên trong thời điểm bước sang năm mới 2023. Vâng, cùng với Hà Nội, người dân ở nhiều địa phương trong cả nước cũng đã tưng bừng chào đón năm mới 2023.